Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024 thì em Dũng cũng xin báo giá chi tiết cho các bác những cái đầu DAC giải mã độc lập và giải mã chuyên dụng và những cái đầu này là chỉ có giải mã thôi các bác nhé và giá của nó thì là từ 3 triệu 200 nghìn đồng cho đến tới 34 triệu đồng thì để vào phần chi tiết báo giá thì à, em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 20.000 thì phần quà thì vẫn là một chiếc DAC của Soli các bác nhá. Một chiếc DAC của Soli. Thì à, các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền vào cái video này. Thứ hai các bác cho em xin nút like video và thứ ba các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng về những cái sản phẩm về giải mã, về DAC, về dàn mini cao cấp. Và đây là cái số điện thoại hotline duy nhất bên em ạ, à, 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Và cũng có số một số các bác thắc mắc là sao em không cho địa chỉ cụ thể? Nhà em thì có địa chỉ cụ thể nhưng các bác tìm được vào nhà em thì nó hơi loằng ngoằng. Thế nên là tốt nhất là các bác mà muốn đến nhà em thì các bác cứ um, kết bạn em cái số Zalo này Đấy, số 0966723489 nhé Thì em sẽ chia sẻ cái map bản đồ Zalo. Và cái map bản đồ đó sẽ chỉ đến tận cửa nhà em luôn. Thế nên là các bác yên tâm. Là các bác không phải lo là có tìm được nhà em hay không. Đấy. Thì à, cũng có một số bác bác các bác có hỏi là em sẽ cho lên sóng những cái mẫu DAC từ rẻ đến đắt để anh xem và anh sẽ tham khảo và lấy một số chiếc và lấy một chiếc thì hôm nay thì em cũng sẽ lên sóng giới thiệu chi tiết và báo giá chi tiết công khai cho các bác những chiếc DAC giải mã độc lập giá từ 3 triệu 200 nghìn đồng lên đến 34 triệu đồng các bác nhé ở tất cả các mức trong cái khoảng giá từ 3 triệu 2 lên tới 34 triệu và để vào phần đầu tiên thì em sẽ báo giá cho các bác là ba chiếc đầu DAC trong đó thì có một chiếc full thùng xốp là chiếc DRDAC2 của của Audio Check và chiếc DRDAC2 này thì máy về full thùng sốt các bác nhé đấy DRDAC2 DX này đấy thì trong khi đó là có cả hai con Onkyo SE U55 SX và U55 SE U55 SX 2 la mã đây con 2 la mã màu đen và con SX là màu trắng và ba con này thì là ba con thuần DAC có tất cả cổng vào như là cổng quang này đồng trục máy tính này đấy Đây, con này thì được sản xuất tại Hàn Quốc này make in Korea nhưng cái hàng này là hàng dành cho thị trường nhiệt nội địa các bác nhé và hai con này thì là make in Japan này đấy, make in Japan hết và ba con này thì em bán đồng giá là 3 triệu 200 nghìn đồng một chiếc các bác nhé đấy con uh, DRDAC2 là full hộp này còn hai con này là full phụ kiện đây là nguồn adapter của con màu đen nguồn con màu trắng đây đấy thì ba uh, con này là 3 triệu hai thì uh, tặng cho các bác là dây quang và dây av các bác nhé giải mã đồng lập chuyên dụng và ba con này là ba con giải mã 24 mươi bốn bit đấy, ngon bổ rẻ hàng uh, sản xuất tại nhật và sản xuất tại hàn quốc xịn sò luôn ạ tiếp đến nữa là uh, có ba chiếc đờ lông DA300 USB và ba chiếc này thì hai con ở dưới hai con ở dưới này thì là không có thùng xốp các bác nhé con ở trên cùng thì có thùng xốp và đây là em đã cắm điện này cái màn hình của nó rất sáng các bác nhé cái màn hình của nó rất sáng và không bị mờ và không bị mất nét và con này khi các bác để dựng máy đây cái màn hình nó cũng sẽ quay theo đấy theo cái thuận theo chiều chữ cho các bác đọc chuyển cổng này đấy, rất đẹp nhá Đấy, thì em các bác mua về thì thường thường các bác sẽ để lầm. thì uh, ngoài để đứng ra thì con này nó có sẽ có cái giá nha các bác nhá. đây đây là cái nguồn của con phun thùng xốp đây. phun thùng xốp của nó thì uh, nó có sách hướng dẫn này. đây cái giá của nó đây các bác nhá. cái giá của con da 300 để cho máy để đứng đây. Đây cái giá để đứng đây. đấy. thì uh, em cũng báo giá luôn ba con này. thì hai uh, con ở dưới thì uh, nó không có thùng thôi, nó chỉ thiếu thùng thôi các bác nhá. Còn nó vẫn có nguồn, vẫn có giá để chân Đấy Thì um, uh, Hai con ở dưới thì em bán là 5 triệu Còn con ở trên có thùng Thì là 5 triệu rưỡi này Đấy Em sẽ quay đằng sau Đây, Mẫu DAC thuần giải mã Con ở trên thì uh, sản xuất 2014 Con ở dưới sản xuất 2015 Đấy. Con ở dưới cùng thì 2016 Đấy Đấy, thì con 2014 thì lại là full thùng. hai con ở dưới thì là không có thùng này. Đấy, đầy đủ hết các cổng vào nha các bác nhá. nguồn adapter của nó thì cái nguồn adapter của những chiếc này thì các bác có thể cắm được từ 100 đến 240V thoải mái. Đấy, dùng điện auto, nguồn của nó đây, nguồn 15V trên 1A. Đấy. Đấy thì ba chiếc này thì bên em bán là hai con ở dưới thì là 5 triệu còn con ở trên cùng thì là 5 triệu rưỡi Vẫn tặng cho các bác dây quang và dây AV Đấy. Tiếp đến nữa là hai chiếc đầu đờ lông DA310 USB hai chiếc này thì nó là bản cao cấp hơn của hai chiếc của ba chiếc DA 300 này Đấy. và hai chiếc này thì em cũng đã cắm nguồn con ở trên đây Đấy. màn hình rất sáng các bác nhá màn hình rất sáng và các bác có thể để đứng được này các bác có thể để đứng được này các bác chỉ cần xoay bốn em bốn cái chân này ra thôi đây xoay bốn cái chân ra và các bác sẽ cậy cái chỗ này ra và các bác sẽ xoay nắp vào bốn cái, cái cái chân ở, ở, để đứng là xong và con ở trên thì là không có thùng và con ở dưới là có thùng xốp các bác nhá thùng xốp và con ở dưới đây máy và thùng là trùng seri đấy thì à, em cũng báo giá luôn là hai con 310 này thì con có thùng là 8 triệu và con ở trên không có thùng là 7 triệu à, 7, 7 triệu 700 nghìn đồng các bác nhá 7 triệu 700 nghìn đồng Đấy thì năm uh, chiếc đầu DAC của Đờ Lông này thì đều là giải mã 32 bit và DSD. Và bây giờ thì em sẽ quay đằng sau ạ. Con uh, có thùng xốp thì được sản xuất vào năm 2020, còn con không có thùng thì uh, được sản xuất vào năm 2017 và cũng đầy đủ cổng ra vào như quang đồng trục và máy tính. Rất đẹp nha các bác nhá. Hàng bên em thì toàn hàng tuyển thôi. Đây, em cũng sẽ quay qua cho các bác ba con này. Rất đẹp và hai và riêng cái con da 310 này thì uh, cái mặt đáy và cái mặt trên của nó đều là nhôm hết các bác nhá nhôm vàng hồng nhá Đấy, mặt màu đen sơn bóng ạ đẹp đây Đấy, cũng rất đẹp các bác ạ toàn hàng tuyển thôi Đấy. thì uh, hai chiếc đờ lông này thì bên em bán ra cũng đều tặng cho các bác là một à, uh, một dây uh, quang và một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1 Đấy là 5 chiếc đầu giá ngon bổ rẻ Tiếp đến nữa là chiếc uh, Onkyo Dark 1000 Con này thì uh, cũng lâu lắm rồi bên em mới về Thì con này em đang bán là 8 triệu 200 nghìn đồng Còn uh, Fortex HPA8 này thì con này máy nó về kèm có khiển này Đấy, Kèm có khiển thì con này em đang bán là 11 triệu các bác nhé 11 triệu Đấy, Fortex HPA8 Đây là con này là con DAC 32 bit này Còn con này là con 32 bit này Hai con giải mã 32 bit còn con U05 ở dưới cùng Con này thì à, Bên em cũng đợt này đang có cái giá cực kỳ tốt Về con này, con này thì nó không có thùng này Đấy. Và con này máy nó cũng kèm khiển Đấy, Giá sell off cho các bác luôn là Con này bên em bán còn có Là 9 triệu 700 nghìn đồng các bác nhé Máy rất đẹp ạ 9 triệu 700 nghìn đồng Máy rất đẹp Đây em quay đằng sau của ba con này Ba con này thì con U05 thì nó có cổng 3 năng ra này. Còn con HPA8 thì nó có một đường analog out, một đường in này. Con Onkyo 1000 cũng có cả 3 lăng và cả analog out. ba con này thì bên em đều dùng điện 100V hết nhá. Con Onkyo KIODAC 1000 thì số seri của nó là 2615D. Còn Fortex HPA8 thì con này cái thông số nó ở dưới này cơ. Cái thông số nó ở dưới này thì không không em không nhìn được, không lật lên được. Đấy thì con này thì em cũng đã có link uh, Có video test về con này rồi Các bác cứ vào kênh em tìm là có nhá Fortech HPA 8 Thế Con này sản xuất tại Nhật này Con này thì lắp lắp tại Malaysia Và con U05 này thì uh, điện 100V Và con này được sản xuất vào năm 2014 Máy được lắp lắp tại Trung Quốc này Tất cả ba con này đều điện 100V còn năm uh, 5 con uh, đờ lông này thì là dùng điện auto từ 100 đến 240V bởi vì nó dùng uh, adapter rồi. Còn ba uh, con uh, Onkyo SEU 55SX này thì cũng dùng điện auto vì nó cái adapter rời của nó là cũng dùng được từ 100 đến 240V như các bác nhá. Đấy. Đấy làm là tất đây là tất cả những cái mẫu mà giá dưới 10 triệu. Tiếp tục thì có hai mẫu nữa. Thì nó là hai chiếc tách UD301. Hai con này thì một con sản xuất 2014, một con sản xuất 2020 và hai con này thì con 2020 thì em bán là 7 triệu 800 nghìn đồng còn con 2014 thì em bán là 7 triệu rưỡi các bác nhé hai con này đều là phun thùng xốp máy và thùng là trùng series Đấy. cũng đều tặng cho các bác là dây quang và dây AV hết nhé vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nỗi 1 đổi một tiếp nữa là con Pule U05 con này thì con phun thùng xốp đây đầy đủ phụ kiện Đấy. con này thì bên em cũng giá cực kỳ tốt cho đợt này là 11 triệu các bác nhé 11 triệu các bác mà cần thì em vẫn có cái giá tốt hơn cho các bác ạ và đây là bốn chiếc DAC của Marang bốn chiếc DAC của Marang bốn chiếc này thì là đều là bốn chiếc network audio có đọc USB có con thì có bắt Wi-Fi có giải mã từ TV có bắt Apple Play có sờ xem tất cả các app nổi tiếng và con ở trên đây và đây là có hai con NA8005 Đấy thì trong khi đó là có một con bên em là có thùng xốp các bác nhé Thùng nó là kia Đấy thì à, hai con này thì à, đều sản xuất rất mới Toàn là 2020 trở ở đây thôi <laughs> Và con 8005 không có thùng thì bên em bán là máy nó không có thùng nhưng mà nó đầy đủ phụ kiện các bác nhé Sách khiển dây nguồn đầy đủ hết Còn con có thùng thì nó chỉ thêm cái thùng và xốp bên trong Đấy Và con 8005 có thùng xốp thì bên em bán là 15 triệu 500 còn con 8005 không có thùng thì bên em bán là 15 triệu Còn con LA6006 con này thì full phụ kiện Đấy Sản xuất 2020 Con này thì bên em đang bán là 15 triệu 500 này Con LA6005 Con này thì bên em bán là 10 triệu 500 Đấy hai cái mẫu LA605, LA606 này là full phụ kiện Full phụ kiện các bác nhé Đầy đủ khiển dây nguồn xịn Không có thùng xốp thôi Đấy thì bốn cái mẫu Marang NA605, NA805 và NA606 này thì bên em bán ra đều tặng thêm cho các bác một dây quang, một dây AV và một USB 64G các bác nhé. Một USB 64G ạ. Đấy, thì máy rất đẹp. Các bác mà cần có ảnh chi tiết của con nào thì các bác cứ liên hệ với em. Em sẽ có ảnh cả ruột gan cho các bác để các bác yên tâm khi mua hàng bên em. Ngoài ra thì bên em cũng còn hai chiếc Marang nữa. Đấy, thì bên em tất cả đợt này thì về DAC của Marang thì có tất cả đủ các mã luôn Cái mẫu khủng nhất là con Marang LA11S1 Con này thì bên em đang bán là 34 triệu đồng các bác nhé Mẫu cao cấp nhất và con này cái giá mới đang bán là 104 triệu hàng 220V Còn con này bên em là full thùng xốp Đẹp như mới Còn tiếp đến là con Marang LA7004 cũng full thùng xốp màu đen Con này bên em cũng đang bán là 10 triệu 500 các bác nhé 10 triệu 500 ạ à đây là hai mẫu phun full thùng xốp đấy thì hai mẫu này bên em bán ra cũng đều tặng cho các bác là USB 64G dây quang và dây AV đấy thì ngoài ra nữa thì em còn một chiếc DAC của pewer pewer n50A còn con 70a này thì hôm qua cũng có bác bác đã cọc 2 triệu rồi tí nữa em sẽ đóng hàng và em sẽ gửi đi nâm đồng cho các bác nâm đồng cho bác khách bác ở Nâm Đồng Đà Lạt Đấy thì con này em đang bán giá giá này cực kỳ tốt là có 22 triệu 500 thôi Còn con L50 AE này thì con này Máy full phụ kiện đẹp như mới đầy đủ chức năng bắt wifi các thứ đọc USB đọc ổ cứng Giải mã network streamer đầy đủ hết không thiếu một cái gì Và con L50 AE này thì cũng máy full phụ kiện khiển dây nguồn sách xịn nha các bác nhá Khiển xịn hết khiển đúng đời theo đầu và con L50AE này thì em cũng xin giá khuyến mại cho các bác, giảm giá tri ân các bác xuống còn là từ 22 triệu 500 em giảm còn 21 triệu các bác nhé 21 triệu Đấy. tặng cho các bác một USB 64g một dây quang và một dây AV Đấy thì em cũng đã báo giá chi tiết cho các bác những cái món DAC từ rẻ đến đắt thì ngoài ra thì bên em cũng còn những chiếc đầu MD của đờ lông những chiếc CD MD của đờ lông CD CD của Soli này, CD của Marang này, mà rằng thì có bên em có đủ 3 mã nhé SA8004, SA8005 và LD8006 có đủ 3 mã Thì bây giờ cũng là cuối video rồi Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác Chúc các bác thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc và thật bình an Và đây cũng là số điện thoại bên em 0966723489 ạ à. Và em xin chân thành cảm ơn các bác đã xem hết cái video này Các bác thấy video này hay và có ý nghĩa thì cho em xin một nút like video các bác nhé em xin chân thành cảm ơn ạ